câu 191 đến câu 195 gồm có 3 bài đọc. Bài số 1 là quảng cáo, bài số 2 là email, bài số 3 là một cái chương trình ha. Câu 191. Theo những cái quảng cáo là bài số 1, thì điều gì đúng về Vancouver? Về từ khóa chính là Vancouver, phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Nó đã hosted nhiều du khách trong năm qua. Câu B, một cái tòa nhà mới sẽ mở ra trong cái trung tâm thành phố của nó. Câu C, cái khu vực waterfront thì đang được phát triển để dành cho những cái hoạt động của du khách. Câu D, nó là một địa điểm thường xuyên để mà tổ chức những cái hội nghị, cuộc họp. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau xem Vancouver đang ở vị trí nào trong bài số 1 em nhé. Ở trên tờ bài có từ Vancouver nè em, và phải vào từ đầu ha. Khách sạn Grandview Hotel, khách sạn 5 sao ở Vancouver Waterfront. Khách sạn này sẽ mở cửa vào cuối tháng 8 và chúng tôi rất là hào hứng phấn khởi để mà cung cấp cho những khách hàng của chúng tôi trải nghiệm tốt nhất ở khu trung tâm Vancouver. Vậy từ câu này mình suy được một điều là gì về em? Ở khu trung tâm của Vancouver, cuối tháng 8 này nè, sẽ có một khách sạn mới được mở ra, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào về em? Câu B ha, sẽ có một cái tòa nhà mới mở ra ở trong cái khu trung tâm của thành phố này. Ok. Câu 192. Cái gì không phải là một đặc điểm của khách sạn này? Đây là dạng câu hỏi loại trừ, mình đọc vào từng đáp án em nha. Câu A trước nào. Là một cái establishment, một cái nơi mà nó phục vụ những cái cuisines, ẩm thực international, quốc tế. Vậy từ khóa chính là international cuisines, phải không nào? Rồi cùng nhà xem có hay không em nha. Kể tiếp bài số 1 ha. Ở đây cái từ restaurant là nhà hàng nè em. Thường nhà hàng sẽ phục vụ món ăn. Ở đây có từ dishes là món ăn nữa nè. Đọc câu này thử nha. Một cái nhà hàng và là một cái không gian sự kiện tên là như thế này nè. Là cái nơi phục vụ rất là đa dạng những món ăn. From around the globe là trên toàn cầu, trên toàn thế giới luôn. Vậy là câu ai có nhắc tới, phải không nào? Rồi, giờ tiếp câu B nha. A large selection là một cái sự lựa chọn đa dạng. Nhiều sự lựa chọn những cái kênh truyền hình. Và từ khóa chính là television channels, phải không nào? Anh chờ xem có không? Ở đây phải không em, cái chấm cuối cùng nè, television, cái truyền hình cáp với hơn 300 kênh, vậy là câu B có đề cập luôn, phải không nào? Rồi giờ tiếp câu C nha. Sports, thể thao và cái nơi giải trí outdoor ở ngoài trời, vậy từ khóa chính là thể thao ngoài trời nè, rồi em vào xem có không? Ở đây có swimming là bơi lội là thể thao nè, em đọc thử nha. Cái hồ bơi và cái phòng tập thể dục indoor ở trong nhà, cả hai cái này thì khách có thể sử dụng miễn phí. Phải là cái môn thể thao này ở trong nhà em, chứ không phải ở outdoor ở ngoài trời. Vậy rất có thể đáp án là câu C, phải không? Em dò tiếp đi xem có outdoor hay không. Những câu còn lại cũng không nói đến gì là ở ngoài trời hết em. Vậy có thể là câu C ha. Nhưng mà để chắc hơn thì mình dò câu D đi em. Câu D là gì đây? Bar, ở trong cái phòng riêng. Vậy từ khóa là bar, form nào em dò xem có không. Đây có mini bar nè em. Một cái mini bar ở trong mỗi phòng. Vậy là câu D cũng có đề cập luôn, phải không nào? Vậy cái duy nhất mà không được đề cập, không phải là đặc điểm của khách sạn này, chính là câu C ha. Là những cái môn thể thao và cái nơi giải trí ở ngoài trời. Nó chỉ có ở trong nhà thôi ha. Ok. Câu 193 trong cái email là bài số 2 nè. Thì cái từ momentous ở đoạn 1 dòng 3 gần nghĩa với từ nào nhất? Sẽ bán trước nha câu A. Trong một cái khoảng thời gian ngắn, câu B cực kỳ cần thiết. Câu C, significance là quan trọng đấy em. Rất là quan trọng ha. Câu D là trong cái khả năng. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem cái từ momentous đang ở vị trí nào và trong ngữ cảnh nào em nhé. Bài số 2 đoạn 1 dòng 3. Ở đây form nào cũng đọc câu này nha. Chúng tôi lên kế hoạch dự định tổ chức cái occasion, cái dịp momentous này á, bằng một cái banquet, cái bữa tiệc lớn. Vậy theo em cái dịp momentous là dịp gì? Cái dịp trong một cái khoảng thời gian ngắn là thấy sai rồi nè, form nào. Cái dịp cực kỳ cần thiết cũng có thể. Câu C, một cái quan trọng, rất là quan trọng, cái dịp quan trọng cũng có thể ha. Rồi câu D là cái khả năng thì kỳ quá, phải không nào? Vậy bây giờ là câu B hoặc câu C là cần thiết hay là quan trọng? Vậy nếu mà chưa chắc đem thì mình dò thêm cái câu ở phía trước nữa đi, để xem cái dịp này là dịp gì, xem nó cần thiết hay là nó quan trọng. Rồi đọc ở phía trước nha. Một vài thành viên trong cái trung tâm của chúng tôi á, thì gần đây vừa mới giành được một cái giải thưởng danh giá. Vậy cái dịp này là dịp gì em? Cái dịp quan trọng, phải không nào? Vậy đáp án là câu câu C ha. Ok. Câu 194. The celebration, cái bữa tiệc thì có thể là được tổ chức ở đâu trong khách sạn? Đáp án là những cái phòng nè em. Câu A là phòng hội nghị, câu B là restaurant, nhà hàng, câu C là ballroom, câu D là ballroom. Để biết được cái bữa tiệc này được tổ chức ở đâu thì mình dò tiếp bài số 2, phải không nào? Bởi vì bài số 2 đang nói về bữa tiệc này ha. Thế nhưng những cái phòng này thì xuất hiện ở bài số 1, phải không nào? Em xem nè, có restaurant nè, conference room nè,
ballroom nè và ballroom nè, và những cái phòng này nó khác nhau về cái gì vậy em? Nhà hàng thì phục vụ món ăn, còn cái phòng hội nghị thì cái sức chứa phải không? Nó khác nhau về sức chứa nè. Ok, vậy bây giờ mình sẽ dò tiếp bài số 2 xem cái bữa tiệc này nó cần tổ chức ở cái phòng có đặc điểm như thế nào ha. Rồi mình dò tiếp cái chỗ lúc nãy mình dừng nha. We would like, chúng tôi muốn đặt một cái không gian nó đủ rộng để mà chứa được 150 khách. Vậy bây giờ mình dò lên xem các phòng nào chứa được 50 khách vậy em? Nhà hàng thì không có nói đến là cái số lượng khách phải không nào? Còn phòng hội nghị là 100. Có 100 khách thôi, phải loại cái phòng hội nghị ha. Ballroom là 60 khách loại luôn. Chỉ có ballroom là được 200 khách nè em. Vậy đáp án chỉ có thể là câu nào thôi? À, câu đi ha, ok. Có 195, cái điều gì có thể được suy luận ra về Derek Raymond? Về từ khóa chính là Derek Raymond form nào? Sẽ bán trước nha câu A. Anh ấy đã chọn cái giải trí âm nhạc cho một cái bữa tiệc. Câu B, anh ấy gần đây đã được honor, đã được vinh danh cho một cái thành tựu nghiên cứu đã đạt được. Câu C, anh ấy có thể có được một cái bữa ăn sáng miễn phí vào ngày 28 tháng 9. Câu D, anh ấy là trưởng cái trung tâm nghiên cứu công nghệ. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem Derek Raymond nằm ở vị trí nào nha em. Câu cuối cùng rồi, thường thì mình dò bài cuối cùng luôn ha. Em dò bài cuối cùng xem có Derek Raymond hay không. Ở đây, không có form nào, đoạn cuối cùng cũng không có luôn, và đây chắc chắn là câu liên hệ giữa hai bài rồi em. Em dò ngược lên bài số 2 xem. Đây, Derek Raymond chính là người viết cái email này phải không nào? Vậy mình đọc tiếp cái chỗ lúc nãy mình dừng nha. Nếu mà có thể đó thì chúng tôi sẽ tổ chức cái sự kiện của chúng tôi vào ngày 27 tháng 9 tại khách sạn của bạn. Chưa đáp án phong nào đọc tiếp nha. Bên cạnh đó thì một số người đồng nghiệp của tôi và tôi á muốn ở lại qua đêm, stay the night, ở lại qua đêm. Vui lòng hãy cho tôi biết là xem liệu rằng có bất kỳ cái phòng nào mà available, mà có sẵn, mà rống vào ngày hôm đó hay không. Nếu mà có thì tôi nghĩ là 8 phòng đơn sẽ đáp ứng được phù hợp với nhu cầu của chúng tôi. Cũng chưa được đáp án phải không nào? Nhưng mà từ những cái câu này á, mình suy được những cái thông tin là gì? Cái thứ nhất là cái bữa tiệc sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng 9 nè. Cái thứ hai á, là Derek Raymond và một số các người đồng nghiệp sẽ ở lại qua đêm, sẽ stay the night, phải không nào? Vậy bây giờ mình dò tiếp bài số 3 đi em. Xem có thông tin nào giống với lại cái thông tin hay là tương tự với lại cái thông tin mình mới đọc hay không? Bài số 3 là một cái khung chương trình, một cái lịch trình, phải không nào? Có thời gian nè em, có những cái sự kiện tương ứng ha. Sở đây là một cái lưu ý. Ok, nó có cái từ là stay overnight, ở lại qua đêm nè em. Mà Derek Raymond là người ở lại qua đêm, phải không? Và mình đọc câu này thử nha. Guests, những vị khách mà ở lại qua đêm á, thì cũng sẽ được cung cấp một cái bữa ăn sáng buffet miễn phí, complimentary miễn phí, từ 7 giờ đến 11 giờ vào ngày hôm sau. Mà ngày hôm sau chính là ngày nào vậy em? Là sau cái ngày 28, phải không? Nếu cái ngày diễn ra cái sự kiện đó là ngày 27 thì ngày hôm sau là ngày 28. Vậy ngày 28 đó em, thì Derek Raymond sẽ được ăn sáng miễn phí, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào ha? À, câu C, phải không? Là anh ấy có thể nhận được một cái bữa sáng miễn phí, có thể ăn được một cái bữa sáng miễn phí vào ngày 28 tháng 9 ha. Đáp án là câu C. Sẽ cùng nhau hệ thống lại những từ rất quan trọng được highlight trong bài này game nhé. Bài số 1 là một cái quảng cáo về khách sạn Grand Deville Hotel, một cái accommodation. Mình có từ accommodation là chỗ ở hay là chỗ nghỉ đi. Thường được dùng để nói về khách sạn hay là nhà nghỉ ha. Cái chỗ ở, cái khách sạn 5 star, 5 sao ở waterfront. Mình có từ waterfront là khu bờ sông á, ở khu bờ sông Vancouver. Khách sạn này á thì sẽ mở cửa vào cuối tháng 8 và chúng tôi excited, rất là hào hứng phấn khởi để mà cung cấp cho những cái guest là những vị khách của chúng tôi cái experience trải nghiệm tốt nhất ở cái downtown là khu trung tâm đi. Ở khu trung tâm Vancouver. Cái facility, mình có từ facility danh từ á, là một cái cơ sở hay là địa điểm ha. Cái cơ sở, cái địa điểm, cái tòa nhà 10 story. Mình có từ story là tầng, tầng lầu đi. Ở cái cơ sở, cái tòa nhà 10 tầng của chúng tôi á, thì đã nhận được coverage. Mình có từ coverage, có nghĩa là cái sự đưa tin tức từ báo chí đi. Đã nhận được những cái sự đưa tin positive là tích cực hay là tốt ha. Ở trong nhiều cái publications, cái tờ báo hay là ấn bản. Rồi, những cái phòng của chúng tôi á, thì hầu như đã được đặt chỗ hết trong 2 tuần đầu tiên. Một số cái amenities, mình có từ amenities là tiện nghi đây. Amenities là tiện nghi ha. Một số cái tiện nghi của chúng tôi á, thì bao gồm cái hồ bơi và cái phòng tập thể dục indoor ở trong nhà lớn nè. Và ở cả hai cái này á, thì các vị khách có thể sử dụng free of charge là miễn phí ha. Free of charge là miễn phí. Rồi, cái phòng đơn á thì là $100 một đêm và phòng đôi á là $160 một đêm. A restaurant, một cái nhà hàng hay là một cái không gian sự kiện có tên là như thế này nè,
thì cái nơi đó, đó nó serves, nó phục vụ rất là đa dạng những cái dishes, những cái món ăn khác nhau từ khắp nơi trên thế giới. Một cái phòng conference là phòng hội nghị ha, phòng họp hay là phòng hội nghị, mình có từ conference là hội nghị. Một cái phòng hội nghị với sức chứa, mình có từ capacity, có nghĩa là sức chứa hay là khả năng đây. Đối với phòng, mình dịch là sức chứa ha, sức chứa hay là khả năng. Ở đây có nghĩa là sức chứa. Cái phòng hội nghị với sức chứa là 100 người, một cái salon với sức chứa là 50 người, một cái ballroom là cái phòng họp của ban giám đốc với sức chứa là 60 người, và một cái phòng khiêu vũ với sức chứa là 200 người. Một cái bồn tắm, một nước nóng nè, và một cái mini bar ở trong mỗi cái phòng. Ở cái truyền hình cáp á, thì với hơn 300 channels là kênh nè, đài truyền hình, kênh truyền hình ha, có hơn 300 kênh. Don't wait, đừng có chần chừ, hãy đặt ngay cái phòng của bạn ngày hôm nay bằng cách truy cập vào website này hoặc là gọi điện cho số điện thoại này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì hãy gửi email đến cái địa chỉ email này, được không nào? Rồi tiếp bài số 2 ha. Bài số 2 á, là một cái email được gửi từ Derek Raymond. Chủ đề là một số queries. Mình có từ queries bằng cái từ question là câu hỏi hay là thắc mắc đây. Ngày gửi là 30 tháng 8. Tên của tôi là Derek Raymond và tôi là một nhân viên tại Trung tâm Nghiên cứu Sinh vật học tại Institute. Mình có từ Institute là viện hay là học viện ấy? Viện hay là học viện ha? Tại Viện Công nghệ British Columbia, một số thành viên của trung tâm chúng tôi á, gần đây vừa mới won, chiến thắng được, giành được award là phần thưởng hay là giải thưởng đem. Một cái phần thưởng, một cái giải thưởng khoa học prestigious. Mình có từ prestigious có nghĩa là danh giá ha. Gần đây vừa mới chiến thắng được một cái giải thưởng, một cái phần thưởng khoa học danh giá. Chúng tôi lên kế hoạch dự định để mà celebrate. Mình có từ celebrate là tổ chức chúc mừng đây. Chúng tôi lên kế hoạch dự định để mà tổ chức chúc mừng cái occasion là cái dịp ha. Momentous. Momentous có nghĩa là quan trọng. Momentous, quan trọng ha. Để mà tổ chức chúc mừng cho cái dịp quan trọng này bằng một cái banquet. Mình có từ banquet là một cái bữa tiệc lớn đây. Banquet là bữa tiệc lớn ha. Rồi, chúng tôi muốn đặt một cái không gian mà nó đủ trọng để mà chứa được 150 khách. Nếu mà có thể đó thì chúng tôi sẽ tổ chức cái sự kiện của chúng tôi vào ngày 27 tháng 9 tại khách sạn của bạn. Bên cạnh đó thì một số những colleague là đồng nghiệp của tôi ha, và tôi muốn stay the night, muốn ở lại qua đêm. Vui lòng hãy cho tôi biết xem liệu rằng có bất kỳ cái phòng nào mà available, mà có sẵn, mà trống vào ngày hôm đó hay không. Nếu có, tôi nghĩ rằng 8 phòng đơn á, thì sẽ suit. Mình có từ suit là phù hợp ha. Suit là phù hợp. Nhưng mà khi đi chung với từ requirements là yêu cầu, nhu cầu á, thì cái từ suit có nghĩa là đáp ứng nè, phù hợp hoặc là đáp ứng ha. Thì 8 cái phòng đơn á, sẽ phù hợp hay là đáp ứng được cái những cái yêu cầu, cái nhu cầu của chúng tôi, được không nào? Rồi tiếp bài số 3 ha. Bài số 3 là một cái khung chương trình, một cái lịch trình. Trung tâm nghiên cứu sinh vật học banquet, cái bữa tiệc recognition. Mình có từ recognition có nghĩa là sự công nhận, ghi nhận hay là khen thưởng ha. Recognition, sự công nhận, ghi nhận hay là khen thưởng. Bữa tiệc khen thưởng nhân viên dành cho cái nhóm, cái đội nghiên cứu về Pied Beetle là một cái loài bọ cánh cứng, diễn ra vào ngày 27 tháng 9 lúc 7 giờ tối tại khách sạn Grand View Hotel. Vào lúc 7 giờ thì đọc cái lời mở đầu bởi Josh Renner, Director, giám đốc của trung tâm nghiên cứu sinh vật học này. Vào lúc 7 giờ 15 á, thì là phục vụ bữa ăn tối nè. Những cái bữa ăn thì được cung cấp bởi nhà hàng này ha. 8 giờ 15, presentation. Mình có từ presentation thường gặp có nghĩa là bài thuyết trình. Nhưng ngoài có nghĩa là bài thuyết trình thì presentation có nghĩa là sự trao tặng nữa em. Cái sự trao tặng những cái certificate là giấy chứng nhận ha. Sự trao tặng cái giấy chứng nhận appreciation là đánh giá cao hay là khen ngợi đấy em, khen thưởng ha. Trao tặng những cái giấy chứng nhận khen thưởng. Và bonus, mình có từ bonus có nghĩa là tiền thưởng. Và tiền thưởng cho những cái thành viên trong đội và trưởng nhóm ha. Rồi, lúc 9 giờ đó là một cái bài nói chuyện, một cái bài diễn thuyết bởi người trưởng nhóm tên là Edwiner Batch về cái công trình nghiên cứu giành được cái giải thưởng của đội cô ấy mà sử dụng technology là công nghệ đấy. Sử dụng công nghệ nè, mà công nghệ đó nó sẽ haunt. Mình có từ haunt, nó bằng với từ stop là làm dừng đấy. Nó sẽ dừng cái việc deforestation là tàn phá rừng ha. Deforestation, nó sẽ dừng, ngăn chặn cái việc tàn phá rừng. Brought on, mình có từ bring on là gây ra đấy. Brought on, nguyên thể là bring on là gây ra ha.
Thì cái này có nghĩa là sẽ chặn, sẽ làm dừng cái việc phá rừng mà bị gây ra bởi mấy con bọ cánh cứng này nè. Vào lúc 9 giờ 15 á, thì performance, mình có từ performance là buổi biểu diễn hay là buổi trình diễn ha. Mà có nghĩa là buổi trình diễn thì còn có nghĩa là cái sự thể hiện, biểu hiện trong công việc nữa. Nhưng ở đây có nghĩa là cái buổi trình diễn nè, cái buổi trình diễn nhạc sống nè, bởi cái ban nhạc trio. Nó sẽ chơi một số cái bài nhạc jazz ưa thích ha. Rồi vui lòng hãy kiểm tra những cái thẻ menu, cái thẻ thực đơn trên bàn để mà chọn cá nè, thịt nè, hay là những cái sự lựa chọn dành cho những người ăn chay. Hãy xem á, cái sở thích của bạn là cái nào và đưa những cái thẻ đó, đó cho cái người phục vụ của bạn. Những cái vị khách mà ở qua đêm thì cũng sẽ được cung cấp cái bữa ăn sáng buffet complimentary, là miễn phí nè. Complimentary, miễn phí từ 7 giờ cho đến 11 giờ sáng vào ngày hôm sau. Có 191 câu trên mình có từ conference, nó bằng với từ convention luôn đó em, có nghĩa là hội nghị ha. Có 192 câu ai mình có từ cuisine, có nghĩa là ẩm thực đó em. Cuisine là ẩm thực ha. Ok, câu C mình có từ recreation, có nghĩa là giải trí đó em. Recreation là giải trí ha. Câu trên mình có từ private, có nghĩa là riêng đó em. Riêng tư hay là cá nhân ha. Riêng tư hay là cá nhân. Private, riêng tư hay là cá nhân. Vậy private rooms có nghĩa là phòng riêng á. Tiếp có 193, câu B mình có từ extreme là cực kỳ. Necessity có nghĩa là cần thiết. Vậy câu B là cực kỳ cần thiết ha. Câu C mình có từ significance là quan trọng đây. Significance là quan trọng ha. Considerable là đáng kể, có nghĩa là rất là quan trọng á. Rồi tiếp có 195, câu B mình có từ honor là vinh danh ha. Honor là vinh danh. Achievement là thành tựu. Thành tựu đạt được ha. Achievement là thành tựu đạt được. Vậy câu B có nghĩa là anh ấy gần đây á thì vừa mới được vinh danh cho một cái thành tựu nghiên cứu đạt được, được không nào? Ok. Câu 196 đến câu 200 gồm có 3 bài đọc. Bài số 1 là thông báo, bài số 2 là trang web, bài số 3 là một cái tin nhắn ha. Câu 196, theo những cái thông báo là bài số 1, thì điều gì đúng về cái việc bảo trì những cái ga tàu điện ngầm? Về từ khóa chính là từ maintenance và subway stations, phải không nào? Sẽ bán trước cho câu A. Nó được carry out, được tiến hành thực hiện due to là bởi vì những cái sự phàn nàn của cư dân. Câu B, nó không được dự đoán là bắt đầu cho đến ngày 28 tháng 8. Có nghĩa là nó được dự đoán á, là sẽ bắt đầu vào ngày 28 tháng 8 ha. Câu C, nó sẽ result in, gây ra những cái tiếng ồn trong suốt cái giờ làm việc. Câu D, nó sẽ bị suspended, bị đình chỉ trong cái khoảng thời gian là 2 tuần. Rồi bây giờ mình sẽ cùng vào từ khóa xem nó nằm ở vị trí nào trong bài 1 em nhé. Ở đây form nào có từ subway và từ maintenance nè, đọc câu này thử nha. Vui lòng hãy chú ý rằng là cái việc thi công, bảo trì tàu điện ngầm sẽ commence, sẽ bắt đầu tại những cái stations, những cái ga Radnor, Sofner và Hambrick vào ngày thứ 2, ngày 15 tháng 8. Cái việc sửa chữa thì được mong đợi là sẽ diễn ra trong 2 tuần, cho đến ngày 28 tháng 8. Và mình loại câu nào vậy em? Mình loại câu B phải không nào? Ngày 28 tháng 8 á, là ngày nó được dự đoán á, là sẽ kết thúc, sẽ hoàn tất cái việc sửa chữa, cái việc bảo trì, chứ không phải là ngày bắt đầu, phải không nào? Còn câu D á, nó có cái khoảng thời gian là 2 tuần. Nhưng câu D này nói là gì em? Nó sẽ bị đình chỉ trong vòng 2 tuần. Trong khi đó trong bài đọc á, thì lại nói là gì? Nó được mong đợi là sẽ diễn ra cái việc sửa chữa, em được mong đợi là sẽ diễn ra trong vòng 2 tuần mà, phải không nào? Vậy không có liên quan ha. Và mình đọc tiếp nào. Cái giờ làm việc của cái đội nhóm thi công á, là từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Sẽ có một số cái noise là tiếng ồn ở cái vicinity, ở cái khu lân cận. Nhưng mà những cái người công nhân á, sẽ cố gắng để mà giảm cái sự quấy rầy ở mức tối thiểu. Vậy cái việc thi công, cái lúc mà thi công sẽ gây ra tiếng ồn, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, câu C phải không? Là cái việc bảo trì, cái việc thi công bảo trì sẽ result in, gây ra cái tiếng ồn trong cái lúc mà làm việc ha. Câu 197, cái điều gì được chỉ ra trên cái trang web? Trang web là bài số 2 phải không nào? Xe bán trước nha câu A. Cái dịch vụ xe buýt mà đêm khuya thì không có thường, có sẵn, không có thường phục vụ. Câu B, locations, địa điểm, vị trí của những cái điểm dừng xe buýt tạm thời á thì có thể truy cập online, truy cập trực tuyến. Câu C, cái ngày kết thúc của cái việc thi công bảo trì á, thì vẫn chưa được quyết định. Câu D, những cái hành khách thì có thể sử dụng cái thẻ tàu điện ngầm của họ trên xe buýt. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem cái trang web nó nói gì ha. Cái trang web này á, thì đang ở một announcement là thông báo ha. Ngày 5 tháng 8, Transportation Service, dịch vụ đi lại, dịch vụ giao thông, Alternative, thay thế khác,
Như đã được thông báo vào tuần này thì cái việc sửa chữa sẽ được conducted, sẽ được tiến hành thực hiện tại những cái ga này. Bắt đầu vào ngày 15 tháng 8, chưa là bạn phone nào đặt tiếp nha. Để bạn thuận tiện hơn thì những cái tuyến xe buýt sẽ được phục vụ ở những cái tuyến đường sau từ 5:30 sáng cho đến nửa đêm. Rồi đây là những cái tuyến xe buýt ha, ở những cái tuyến đường khác nhau. Rồi tiếp luôn nha, these bus routes, những cái tuyến đường xe buýt này là temporary, là tạm thời và sẽ có sẵn, sẽ phục vụ chỉ đến cái ngày sau khi cái việc thi công bảo trì nó hoàn tất. Có nghĩa là sau khi mà việc thi công hoàn tất rồi thì những cái tuyến xe buýt này sẽ không còn phục vụ nữa ha. Hãy click vào cái từ buses ở phía trên, ở trong cái menu drop down bên dưới cái từ online services để mà tìm cái bản đồ mà nó chỉ cái locations, vị trí địa điểm exact, chính xác của những cái điểm dừng xe buýt tại tất cả những cái ga bị ảnh hưởng. Vậy thì em xem nè, nó bảo là hãy click vào cái từ bus ở trên cái trang web này, phải không nào, để mà xem được cái bản đồ. Mà cái bản đồ này sẽ cho mình biết được cái vị trí chính xác của những cái điểm dừng xe buýt temporary, tạm thời này, phải không nào? Và điều này có nghĩa đáp án là câu nào vậy em? À, câu B phải không? Là vị trí địa điểm của những cái điểm dừng xe buýt tạm thời á, có thể truy cập online, có thể xem ở trên web ha. Câu 198. Cái dịch vụ xe buýt tạm thời sẽ kết thúc vào ngày nào? Lúc nãy mình đọc rồi em. Là sẽ kết thúc vào ngày nào vậy? À, kết thúc vào cái ngày mà sau khi cái việc thi công bảo trì nó hoàn tất, phải không nào? Mỗi lần mình dọa bài số 1 rồi em. Là cái việc thi công bảo trì á, được dự đoán là sẽ kết thúc vào ngày nào? Ngày 28 tháng 8, phải không nào? Vậy cái ngày mà sau ngày 28 tháng 8 là ngày nào vậy em? À, cô đi, phải không? Là cái dịch vụ xe buýt tạm thời sẽ không có chạy nữa vào ngày 29 tháng 8, vì lúc đó là cái việc thi công đã hoàn tất rồi ha. Câu 199. Mr. Leap rất có thể là đón tuyến xe buýt nào? Vậy từ khóa chính là Mr. Leap, phải không nào? Đáp án là những cái tuyến xe buýt khác nhau nè em. Và những cái tuyến xe buýt này mình thấy ở bài số 2, phải không? Đây nè, những cái tuyến xe buýt khác nhau thì phục vụ những cái tuyến đường khác nhau. Ví dụ đoạn đường giữa Radnor và Sofner thì đi số 23, Radnor và Hambrick thì đi số 24, Sofner và Hambrick thì đi số 25, Radnor và Grand Central thì đi số 26. Rồi em xem bài số 2 có nói gì đến Mr. Leap hay không? Không có, phải không nào? Mà Mr. Leap ở bài số 3, phải không em? Bài số 3 là một cái tin nhắn gửi từ Jill Addis gửi đến cho Mr. Leap. Mình cùng đọc cái tin nhắn này để xem Mr. Leap sẽ đi tuyến đường nào hay là bắt tuyến xe buýt nào nha. Mr. Leap à, tôi đã đặt chỗ cho cái bữa trưa tại cái restaurant, cái nhà hàng Ý này nè, vào lúc 1 giờ chiều. Khi bạn gặp tôi á, thì chúng ta có thể go over, xem lại, kiểm tra lại cái hợp đồng này cùng với nhau. Tôi đã gửi cho bạn cái địa chỉ của nhà hàng. Nó thì ở ngay đối diện cái Grand Central Station, cái ga Grand Central. Vì thế tôi đề nghị á, là bạn hãy sử dụng cái phương tiện giao thông công cộng để mà đi đến đó. Vậy có nghĩa là gì em? Nick Lee cần đi đến cái nhà hàng Ý này, phải không nào? Mà nhà hàng Ý này á thì ở đối diện cái Grand Central Station luôn. Vậy thì Mr. Lee phải đi đến Grand Central Station trước, phải không nào? Mà vậy thì em xem nè, ở phía trên chỉ có một cái tuyến xe buýt là 26 là đi đến Grand Central thôi. Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, câu D ha. Ok. Câu 200. Điều gì được nói về Mr. Lips? Sẽ bán trước nha câu A. Ông ấy thì đang nộp đơn xin việc với lại Cross Media. Câu B. Ông ấy sẽ gặp gỡ, bàn bạc, thảo luận với lại Miss Addis over lunch trong lúc ăn trưa. Đáp án là câu B, phải không nào? Lúc nãy mình dò rồi em. Đây nè. Jill Addis nói rằng đã đặt bữa ăn trưa tại cái nhà hàng này vào lúc 1 giờ nè. Rồi trong lúc mà họ ăn trưa thì họ sẽ go over, xem xét, kiểm tra lại cái hợp đồng cùng với nhau, phải không nào? Vậy có nghĩa là họ sẽ gặp gỡ, bàn bạc, thảo luận với nhau trong lúc ăn trưa ha. Cái từ meet with có nghĩa là gặp gỡ để mà thảo luận, bàn bạc về một cái vấn đề gì đó nè. Vậy đáp án là câu B ha. Không còn là câu C và câu D nữa. Sẽ cùng nhau hãy tóm lại những từ rất quan trọng trong bài này game nha. Bài số 1 là một cái notice thông báo. Vui lòng chú ý rằng cái việc thi công maintenance có nghĩa là sự bảo trì hay là việc bảo trì đấy. Vui lòng chú ý rằng cái việc thi công bảo trì subway tàu điện ngầm sẽ commence. Mình có từ commence bằng với từ begin có nghĩa là bắt đầu ha. Sẽ bắt đầu tại những cái stations, những cái gas Radnor, Sofner và Hambrick vào thứ hai ngày 15 tháng 8. Việc sửa chữa được mong đợi được dự đoán là diễn ra trong 2 tuần cho đến ngày 28 tháng 8. Sự làm việc của crews, mình có từ crew danh từ là đội nhóm đây. Đội hay là nhóm ha. Sự làm việc của đội nhóm thi công này á là từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều.
sẽ có một ít cái noise là tiếng ồn ở cái vicinity. Mình có từ vicinity là khu lân cận hay là vùng lân cận ha. Sẽ có một ít tiếng ồn hay là sẽ gây ra một ít tiếng ồn trong cái khu lân cận, cái vùng lân cận. Nhưng mà những công nhân thi công sẽ attempt to. Mình có từ attempt to có nghĩa là cố gắng, nỗ lực làm việc gì ha. Sẽ cố gắng, nỗ lực để mà giữ cho cái disturbance. Mình có từ disturbance là cái sự quấy rầy hay là cái sự gây ra tiếng ồn đấy em. Sẽ cố gắng để mà giữ cho cái sự quấy rầy, cái sự gây ra tiếng ồn này ở mức tối thiểu. Trong thời gian này á, thì cái dịch vụ tại những cái ga này sẽ bị suspended. Động từ suspend là đình chỉ hay là tạm hoãn đấy em. Sẽ bị đình chỉ, tạm hoãn để facilitate. Mình có từ facilitate có nghĩa là hỗ trợ, giúp đỡ hay là tạo điều kiện thuận lợi cho việc gì ha. Quý dịch lại chỗ này. Cái dịch vụ tại những cái ga này á, sẽ bị suspended, sẽ bị đình chỉ tạm hoãn để mà hỗ trợ, giúp đỡ hay là tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công. Để mà convenience, mình có từ convenience là sự tiện lợi đấy em. Để mà tiện lợi cho những commuters. Những commuters là những người đi lại đấy mà sử dụng phương tiện giao thông đó ha. Mình gọi là commuters. Để tiện lợi cho những người đi lại, những người mà sử dụng những cái điểm dừng này á, thì văn phòng giao thông public, công cộng Whitmore sẽ cung cấp cái phương tiện giao thông alternative. Mình có từ alternative có nghĩa là thay thế ha. Thay thế khác. Sẽ cung cấp cái phương tiện giao thông thay thế khác. Để có thêm thông tin đó, thì vui lòng hãy truy cập website của nó là tại địa chỉ này. Thì hôm nào, chúng tôi apologize for. Mình có từ apologize for là xin lỗi về việc gì đó ha. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ cái inconvenience là gì em. Là cái sự bất tiện ha. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ cái sự bất tiện nào mà cái việc này có thể cause là gây ra. Động từ cause là gây ra ha. Nhưng mà chắc chắn rằng, đảm bảo rằng á, cái việc renovation là việc tân trang cải cách cho những cái stations, những cái ga aging là cũ kỹ đem. Facilities có nghĩa là những cái cơ sở vật chất hay là địa điểm đem. Cái việc tân trang cải cách cho những cái cơ sở vật chất của những cái stations, những cái ga cũ kỹ này sẽ được appreciated. Mình có từ appreciate có nghĩa là cảm kích hay là đánh giá cao ha. Sẽ được đánh giá cao once, một khi mà hoàn tất. Rồi tiếp bài số 2 nha em. Bài số 2 là một cái trang web ha. Bài số 2 là một cái trang web của văn phòng giao thông công cộng Whitmore. Home là trang chủ nè. About us, thông tin về chỗ này ha. Dịch vụ online, announcements, thông báo, contact, liên hệ. Job này đang ở một announcement là thông báo ha. Thông báo ngày 5 tháng 8. Dịch vụ giao thông alternative có nghĩa là gì em? Thay thế khác ha. Dịch vụ giao thông thay thế khác. Như đã được thông báo vào đầu tuần này, thì việc sửa chữa sẽ được conduct. Mình có từ conduct, động từ là tiến hành hay là thực hiện đây. Conduct, tiến hành hoặc là thực hiện ha. Cái việc sửa chữa sẽ được tiến hành tại những cái stations, những cái ga tàu điện ngầm Radnor, Stavner và Hambrick bắt đầu vào ngày 15 tháng 8. Để thuận tiện cho bạn thì những chuyến xe buýt sẽ phục vụ ở những cái routes. Mình có từ routes là tuyến đường đây. Tuyến đường ha, tuyến đường đi đó. Sẽ phục vụ ở những cái tuyến đường sau từ 5:30 sáng đến midnight, đến nửa đêm hay là giữa đêm ha. Cái đoạn đường mà giữa Radnor và Stavner là tuyến xe buýt số 23. Giữa Radnor và Hambrick là số 24. Stavner và Hambrick là số 25. Radnor và Grand Central là số 26. Những cái tuyến đường xe buýt này á là temporary. Mình có từ temporary là tạm thời ha. Là tạm thời và sẽ chỉ có sẵn, chỉ phục vụ, chỉ chạy cho đến ngày, cái ngày mà sau khi mà cái việc thi công, bảo trì nó được hoàn tất. Hãy click vào cái từ buses ở phía trên, ở trong cái menu drop down là cái menu mà khi mình nhấn vào nó sẽ thả ra nhiều mục khác đây. Ở phía dưới cái từ online services để mà tìm thấy những cái maps, những cái bản đồ mà nó sẽ chỉ những cái locations. Nó sẽ cho xem, sẽ chỉ những cái location là vị trí địa điểm ha. Exact là chính xác của những cái điểm dừng xe buýt tại tất cả những cái stations, những cái ga bị affect. Mà cái từ affect là ảnh hưởng đây. Tại tất cả những cái ga bị ảnh hưởng ha. Để có thêm thông tin đó, thì hãy gọi cho số điện thoại này vào cái giờ làm việc được không nào. Bài số 3 là một cái tin nhắn gửi từ Jill Addis gửi đến cho Nick Lee. Mr. Lee, tôi đã make reservation. Mình có từ reservation là việc đặt chỗ trước hay là sự đặt chỗ trước đây. Tôi đã đặt chỗ trước cho bữa trưa tại nhà hàng Ý này nè, vào lúc 1 giờ chiều. Khi bạn gặp tôi thì chúng ta có thể go over. Mình có từ go over là xem lại hay là kiểm tra lại ha. Chúng ta có thể xem lại, kiểm tra lại cái contract, cái hợp đồng với lại cross media together cùng với nhau.
Tôi đã gửi cho bạn cái address, địa chỉ của nhà hàng này. Nó thì ở ngay across the street, đối diện cái station, cái ga Grand Central. Vì thế tôi đề xuất, đề nghị là bạn hãy sử dụng phương tiện giao thông công cộng để mà đi đến đó. Bạn sẽ cần phải bắt một cái tuyến xe buýt temporary là gì em? À, tạm thời ha. Và Retno là cái ga mà gần với bạn nhất. Bạn có thể truy cập vào website của văn phòng giao thông để mà tìm xem là bạn nên bắt cái tuyến xe buýt nào. Anyway, dù sao đi nữa thì hẹn gặp bạn vào thứ năm nhé. Câu 196, câu ai mình có từ carry out, nó bằng với từ conduct, là tiến hành hay là thực hiện đấy. Due to là bởi vì ha, resident là cư dân. Vậy câu ai có nghĩa là nó sẽ được thực hiện, tiến hành bởi vì những cái lời phàn nàn của cư dân. Rồi câu 197, câu B mình có từ accessible, có nghĩa là có thể truy cập hay là có thể tiếp cận ha. Động từ của nó là access, có nghĩa là truy cập hay là tiếp cận, được không nào? Accessible là có thể truy cập hay là tiếp cận ha. Rồi câu D mình có từ pass. Pass động từ là vượt qua hay là qua, nhưng mà danh từ là cái thẻ hay là cái vé đây. Thẻ vé để đi tàu ha, đi xe. Rồi tiếp câu 100, câu 200. Câu B mình có từ meet with. Meet là gặp gỡ, còn meet with là gặp gỡ để mà thảo luận, bàn bạc với ai ha. Over lunch là trong lúc ăn trưa đấy em. Vậy câu B là anh ấy sẽ gặp gỡ để mà bàn bạc thảo luận với lại Miss Edis over lunch, trong lúc ăn trưa, từ hôm nào? Có nghĩa là vừa ăn trưa mà vừa bàn bạc thảo luận đó ha. Câu C mình có từ notify. Notify là báo tin hay là thông báo đây. Notify, báo tin hay là thông báo ha. Interruption là sự gián đoạn, sự ngắt quãng là sự gián đoạn ha. Interruption. Ok.